chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hữu Thiện Vlog. Xin chào cô. Xin cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu để xem video của Hữu Thiện. Hiện giờ thì Hữu Thiện đang có mặt tại chùa Pháp Quang, 72K7, phường 8, thành phố Trà Vinh. Thì hôm nay quý thầy và đoàn Phật tử đến đây để phát quà cho bà con đồng bào dân tộc Khmer nha cả nhà. Đây, bà con mình đang đứng chờ nè. Bây giờ thì mình xin mời cả nhà mình đi vào bên trong để xem không khí phát quà nơi đây nha. Bà con thì đến đây đã chờ từ rất sớm, đoàn cũng mới vừa về tới thôi cả nhà. Đây, mọi người đang ngồi chờ nè. Người già, trẻ con, trẻ nhỏ nè, đang ngồi. Dạ, chào chị ạ. Chị tới đây từ lúc nào ạ? 8 giờ mấy hả? Dạ. Chị ở gần đây không chị? Dạ, khóm 2 phường 8. Ở khóm 2 phường 8 luôn. Dạ. À, làm sao chị biết hôm nay ở chùa có phát quà, có thông báo hay sao chị? Dạ, ở phường cho phiếu. À, ở phường cho phiếu. Dạ. Dạ. Chị đến đây từ lúc 8 giờ. Dạ. Hiện giờ thì cũng đã 10 giờ rồi, chị chờ 2 tiếng. Dạ. Dạ. Thì tranh thủ sợ đi không kịp. Dạ. Thì đoàn cũng mới vừa phát quà ở bên Bến Tre đó chị. Dạ. Thì cũng mới vừa phát xong bên Bến Tre ở trường khuyết tật, thì phát xong rồi chạy qua đây với bà con mình nơi đây á. Dạ, nghe cho quà là mừng. Nghe cho quà mừng quá à. Dạ. 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 Đây là con hả chị? Ngoại. Cháu ngoại. Mẹ nó mất, cha nó mất. À, mẹ mất, cha mất, bây giờ chị phải nuôi hai đứa. Nuôi hai đứa, đâu đứa này? Dạ, thằng lớn ở nhà. Đứa này với thằng lớn ở nhà. Dạ. À, bà ngoại nuôi hai đứa luôn. Dạ. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chúc, cậu chị, nha. Dạ, chúc chị sức khỏe nha, dạ. Lo cho hai bé nha. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, con chào bà. Dạ. Dạ. À, bà ở gần đây không? Dạ, ở bên phường 8. Ở bên phường 8, cũng ở gần đây thôi. Dạ. Dạ. Không, ở phường 8. Ở phường 8. Thì hiện giờ bà sống với ai bà? Dạ, sống với cháu. Với người cháu. Dạ. Người cháu cũng đi làm lo nuôi cho bà hả? Dạ. Dạ. Thì hôm nay chắc ở phường phát phiếu rồi, bà biết bà tới đây nhận quà hả bà? Dạ. Dạ. Hôm qua, chiều hôm qua bên phường 8 cho. Dạ, phường 8 cho. Dạ. Cho nên tới đây, bà tới đây lâu chưa? Lên hồi 8 giờ mấy. À, bà lên cũng hồi 8 giờ mấy luôn. Dạ. Là chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Thì đoàn con cũng vừa đi từ ở Bến Tre qua đây. Dạ. Vừa phát quà cho trẻ em khuyết tật ở bên Bến Tre á. Thì bây giờ qua tới đây để phát quà cho bà con mình ở đây á. Dạ. Dạ. Thôi thì con cũng xin chúc sức khỏe tới bà nha. Dạ. Dạ, xin cảm ơn bà. Dạ, dạ. Cô A Di Đà Phật. Đầu tiên, cô, các chú, các bác, anh chị chúng ta có một tràng pháo tay để chào đón, cu đón thầy viện chủ chùa Liên Trì và thầy Thái Tiến và thầy Thái Hiền và cũng như là đoàn chính quyền chúng ta, một tràng pháo tay thật lớn cho. Vâng. Dạ. À, bây giờ các bác cũng lớn tuổi quá rồi, ngồi xuống. Thầy cho ngồi xuống, ngồi xuống đất, ngồi xuống cho nó khỏe. Ha, ngồi xuống cho nó khỏe này. Đúng rồi. Ngồi xuống thì con cũng ngồi luôn. Đúng rồi, ngồi xuống thì nó khỏe. Sáng giờ đứng chờ quá đúng không? Đúng không? Đó là đứng chờ quá. Mệt quá. Con đứng còn mệt mà hút được các bác lớn tuổi đúng không? À. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cô, các chú, các bác, các anh chị, ngày hôm nay được sự hướng dẫn của thầy viện chủ chùa Liên Trì là thầy Thích Thiện Thông và sự hướng dẫn của thầy Thái Hiền và phái đoàn Phật tử Úng Tàu đã về tới chùa Pháp Quang ở đây tại thành phố Trà Vinh. Kính thưa các cô, các chú, các anh chị, trong cuộc sống này thì không ai được như ước muốn cả, thì cũng có người này người kia. Trong cuộc sống các cô, các chú, các bác thì tuy là lớn tuổi rồi không còn có sức lao động để mà làm những gì, nên cuộc sống nhiều khi nó cũng có sự khó khăn của mình. Cho nên biết những hoàn cảnh của các cô, các chú, các bác, các anh chị chúng ta vì cuộc sống mưu sinh như vậy, thầy viện chủ chùa Liên Trì và thầy Thái Hiền cũng đã có những nỗi niềm và niềm yêu thương bao năm qua đến với chùa Pháp Quang, và nhất là các cô, các chú, các bác, anh chị ở đây với những tấm lòng của thầy viện chủ chùa Liên Trì lúc nào cũng muốn san sẻ để cho tất cả chúng ta đều là những người con Phật, dù ở đâu thì chúng ta đều có một niềm thương yêu như tấm lòng Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà thầy viện chủ chùa Liên Trì đã có một tấm lòng như vậy, cho nên ngày hôm nay đã đến đây được sự chuẩn bị
đón tiếp của ni sư viện chủ chùa Pháp Quang. Thay mặt cho đoàn Phật tử chùa Dương Trì, xin chân thành cảm ơn ni sư chùa Pháp Quang và cũng như cảm ơn các cấp chính quyền sở tại ở nơi đây đã đón tiếp thầy viện chủ chùa Dương Trì và thầy Thế Hiền và Phật tử chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết gì hơn là luôn luôn cầu nguyện cho các cô, các chú, các bác, các anh chị ở đây nhận những món quà của tất cả chúng con. Đó là những tấm lòng thương yêu chia sẻ để cầu nguyện cho tất cả chúng ta lúc nào cũng có sức khỏe, sống vui, sống khỏe trên bước đường của những người con Phật chúng ta, và cầu nguyện cho gia đình gặp sự cát tường như ý. Kính thưa các anh chị, ngày hôm nay được sự hiện diện của thầy viện trưởng chùa Liên Thiện sẽ có đôi lời tâm sự đến các cô, các chú, các bác, các anh chị chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để đón tiếp thầy viện trưởng chùa Liên Thiện rất thiện thông ạ. Vâng, xin chúng con xin cung thỉnh thầy viện chủ có đôi lời với các bạn, các cô, các chú, các bác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư chủ trì chùa Pháp Quang, kính thưa anh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 8 và quý vị đại diện cho các ban ngành của phường 8, kính thưa tất cả quý bà con, thì hôm nay nhân dịp gần cuối năm, đoàn từ thiện của chùa Liên Trì thành phố Vũng Tàu cũng như theo cái lịch trình hàng năm có đầy đủ nhân duyên đối với bà con Phật tử tại phường 8 thành phố Trà Vinh này trở về đây để có chút phần quà gọi là cách lệ cho cuộc sống để hỗ trợ cho bà con chúng ta có thêm một niềm vui, có thêm một chút hạnh phúc giữa cái cuộc sống khó khăn này. Ở tại phường 8 chúng ta thì cái đời sống kinh tế nó cũng hơi vất vả. Được sự trình bày và báo cáo của quý vị đại diện các chính quyền, chúng tôi rất là cảm thông, bởi vì sức người thì có hạn cho nên cái sự chia sẻ nó cũng có chừng mực, thì rất mong đón nhận cái tấm lòng của tất cả bà con cô bác nơi đây để phái đoàn Phật tử của thành phố Vũng Tàu nói chung và chùa Liên Trì nói riêng được tạo cái công đức lành trong cái nhân duyên phát quà từ thiện từ hôm nay. Và thay mặt cho đoàn xin trân trọng được cảm ơn quý vị và các chính quyền đã hỗ trợ và đã có sự chia sẻ rất chân tình đối với phái đoàn của chùa và sự kết nối của chú Phước cũng như là sự gắn kết của ni sư chủ trì chùa Pháp Quang ở phường 8 của Trà Vinh này. Và sắp tới Tết rồi, kính chúc cho ni sư cũng như là tất cả quý vị ở đây chúng ta được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để sống tốt hơn nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những lời chia sẻ của thầy viện chủ chùa Liên Trì, kính thưa các cô chú, các bác, thầy viện chủ chùa Liên Trì đối với thành phố Vũng Tàu cũng như tỉnh bà Rịa Vũng Tàu, thầy Phật sự rất là nhiều công việc và đa đoan, nhưng mà thầy đã dành chút thời gian với tất cả các anh chị ở đây. Đó là một cái sự sắp xếp cố gắng của thầy viện chủ chùa Liên Trì, cho nên ngày hôm nay thầy được đến đây là cũng là một cái nhân duyên rất là lớn đối với chúng ta. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền thì ngày hôm nay nữa đại diện cho thầy viện chủ chùa Liên Trì, thầy Thái Hiền và quý năm người Phật tử Vũng Tàu, kính chúc các cô, các chú, các bác, các anh chị chúng ta sống vui, sống khỏe, sống an lành và gia đình lúc nào cũng vạn sự cát tường như ý và luôn luôn hướng tâm về Đức Phật và cầu nguyện và gia hộ niệm Phật. Quý vị giác cho một tràng pháo tay bên nào, đúng không? Sáng niệm Phật lên nha. Sáng niệm Phật, có niệm Phật không? Có niệm Phật đâu, ai có niệm Phật giơ tay coi. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Người già từ từ, người già trước, ở sau các bác lớn tuổi trước nha. Thì có phiếu đâu quý vị. Từ từ, chú Bức, cô từ từ.
Bà không thấy đường á, đi tới đi bên đây bà ơi. Bà không thấy đường. Bà không thấy đường á chị Quyền, bà không thấy đường á. Sẽ có phần thôi, không có sao, phải không có sợ mất, sợ hết dịch tình. Dạ, vẫn có, để thôi. Nè. Trái quá ti đặc sản của Trà Vinh á, uống nó khỏe. Đúng rồi, ok, uống rồi, rồi nước ngon. Nhà đặc sản Trà Vinh á. Dạ. Ở Vũng Tàu chị ở phường mấy? Ở phường 2, phường 2. Phường 2 hả? Dạ. Hôm nay mình đi từ rất sớm mà tới đây chị thấy chị rất là tươi, rất là vui ha. À, đúng rồi, giờ từ thiện là vui, ok. Dạ, từ thiện rất là vui ha. Dạ. Cảm giác rất là vui mình ha chị. Vui lắm, mình không tiền nhưng mình vui lắm. Dạ, coi như mình chia sẻ tới đây gặp những hoàn cảnh khó khăn rồi này kia thì mình mang niềm vui tới người ta thì mình càng vui hơn đúng không chị? Mình hạnh phúc hơn người ta rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Cho nên là lúc nhìn chị lúc nào cũng an lạc vui vẻ hết. Dạ. Vui tươi chứ. Dạ, phải vui tươi. Dạ. Cảm vui tươi. Dạ. Rồi xin cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Chị
chuẩn bị đồ ăn rất là nhiều món nha cả nhà. Sau khi phát quà thì sư cô có nấu lẩu để cho đồng Phật tử từ chúng ta nha. Đây là chè đây nha. Chè nè. Lẩu nè, lẩu đang sôi rất là ngon. Cái này ốc nè. Ốc chay. Lẩu rất là ngon. Có quẹt nè. Em quay cái mặt bà này nè, đừng cho bà này không có thấy. Đây nè, bà này nè, tiểu quỷ hoa. Đây, đây. Ngon quá con. Cảm giác sao cô đi từ 2 giờ sáng tới giờ có mệt không? Dạ, nô. Không mệt phải không? Mới về đó em ơi. Ở bệnh mới về. Ở bệnh mới về. Dạ. Ở cắt thả đau á. Dạ. Ăn rất là ngon. Đây ôm bùm nè. Ăn rất là ngon. Quá ngon. Con bây giờ biết đói. Đi con. Không có thấy mệt hả con? Về đây rất là vui. Vui là chính hết. Vui là chính không? Đúng rồi, vui là chính. Về đây chia sẻ với bà con mình, cô thấy vui ha? Quá vui đi. Cho bà con vui mình cũng vui lây chứ. Đúng rồi mình ăn rất ngon nữa. Dạ. Mời các bạn ăn nhé. Dạ. Vâng, xin mời cả nhà bây giờ mình dùng cơm nha. Video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Nếu như cả nhà xem qua thấy hay thì cả nhà bấm đăng ký kênh, bấm like và để lại comment bên dưới để Hữu Thiện làm video sau tốt hơn nữa nhé.